Nói về Tết thì chúng ta lại có thời gian để chúng ta lắng động lại và quay lại với những cái truyền thống dân tộc, truyền thống tốt đẹp, đoàn viên. Chúng ta lại có cái cơ hội để mà gặp lại người thân, gia đình. Tuy nhiên trong cái bối cảnh này đó thì chắc chắn là sẽ có những người cũng không thể về quê được, không về thăm cha mẹ, ông bà, rồi bà con lối xóm được. Thì cái tình huống hiện nay nó buộc cho chúng ta phải thích nghi. Ai về được offline, gặp gỡ gia đình được thì tốt, nhưng những người nào không về được thì qua cái công cụ của công nghệ hiện nay online thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ, cũng để trao đổi tâm tình và thậm chí là chúng ta cảm nhận được cái không gian xung quanh. Và điều đó cũng nói lên rằng là chúng ta phải thích nghi. Phải thích nghi. Làm sao mà chúng ta đảm bảo được cái an toàn cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng là hiện nay là một cái đòi hỏi quan trọng nhất. Và chúng ta phải đồng lòng cùng với tất cả mọi người, cùng với chính phủ để Việt Nam chúng ta có thể vượt qua được cái đại dịch này, giảm thiểu được cái tác động không tốt của nó. Đặc biệt là cộng đồng Văn Lang của chúng ta cũng vậy. Chúng tôi cũng rất là quan tâm, chia sẻ với những em sinh viên hoặc là những giảng viên hoặc các bộ nhân viên Văn Lang mà vì lý do gì đó không về được với gia đình ở lại thành phố, thì chúng tôi cũng hết sức là chia sẻ và cũng mong rằng là thích nghi. Tôi có yêu cầu ban giám hiệu, ban lãnh đạo đó tạo ra một cái không gian chia sẻ ở cơ sở 3, có thức ăn, thức uống, bánh mứt để chúng ta, nếu cán bộ nhân viên hoặc giảng viên hoặc sinh viên gì đó mà ở lại thành phố không có cái điều kiện ở với gia đình thì cũng có thể quay về cơ sở 3, chúng ta sinh hoạt với nhau, chia sẻ với nhau và đặc biệt là đón một mùa xuân mới để chúng ta tiếp tục có đủ cái năng lượng để chúng ta thực hiện được những cái nhiệm vụ trong năm 2021. Tôi xin chúc cho cộng đồng Văn Lang của chúng ta có một cái Tết đầm ấm, tràn đầy cái niềm tin rằng là chúng ta sẽ vượt qua được cái Covid và chúng ta tiếp tục phát triển. Và với một cái câu kết thì có thể nói là Tết gắn kết mạnh mẽ và đột phá trong 2021. Trong cái năm Tân Sửu, Tân là mới và Văn Lang cũng có rất là nhiều cái mới. Văn Lang được chọn là một trong 5 cái trường đại học đầu tiên của Việt Nam chuyển mô hình số hóa do Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông lựa chọn. Đó là cái điều mà chúng ta cũng rất là vinh dự và chúng ta cũng hiểu rằng đó cũng là cái thách thức. Chúng ta mạnh mẽ chuyển đổi số của Đại học Văn Lang, rất là nhiều cái bộ phận liên quan từ vận hành, học thuật cho tới dịch vụ. Những phần khác thì chúng ta cũng chuyển biến mạnh mẽ. Rồi chúng ta khởi sự những cái chuyện mới như là cái trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Lotus. Rồi mới nhất thì có lẽ là chúng ta tiếp quản cái PVF, tức là cái trung tâm đào tạo bóng đá, nhân lực bóng đá cho quốc gia. Và tất cả những cái việc đó đó thì nó rất là phù hợp với cái sứ mạng, tầm nhìn của Văn Lang của chúng ta xác định trước đây là chúng ta làm những cái điều tốt đẹp cho xã hội, tạo được cái cảm hứng cho xã hội. Chúng ta mạnh mẽ trong cái việc thay đổi, thích ứng với cái cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là trong cái thời đại mà chúng ta đang đối phó với nhiều cái rủi ro mà Covid đã xảy ra và kéo dài, dự kiến cũng có thể chưa kết thúc được trong cái thời gian ngắn sắp tới. Thì với những cái nền tảng đó thì tôi tin rằng là cái hệ thống Văn Lang của chúng ta vẫn tiếp tục phát triển xuyên qua đại dịch năm 2021.